chào quý vị khán thính giả VTV Network. Kính thưa quý vị, trong chương trình hội luận cộng đồng hôm nay với đề tài sự dấn thân của giới trẻ trong công tác âm nhạc, nghệ thuật và dựng lại lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, chúng tôi mời anh Hoàng Vy Kha đến để cùng thư chuyện với quý vị. Trước tiên Hoàng Vy Kha xin kính chào chú và Hoàng Vy Kha xin được kính chào quý vị đang theo dõi chương trình này. Chúng tôi xin phép quý vị để được giới thiệu đôi nét về anh Hoàng Vy Kha. Anh Hoàng Vy Kha tên thật là Trần Chiếu Anh Tuấn, đến bến bờ tự do khi anh vừa tròn 20 tuổi sau 2 năm tạm trú ở trại tị nạn tại Thái Lan. Hiện giờ anh là đầu đàn của nhóm Việt Tun, chủ trương dùng tranh ảnh và lịch sử Việt Nam để nuôi dưỡng tinh thần quật cường, tự hào dân tộc. Anh cũng là thầy giáo và hiệu trưởng Trung tâm Việt ngữ Thăng Long tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong gần 15 năm qua. Và chương trình văn nghệ, văn hóa lịch sử dân tộc, tinh hoa nước Việt thực hiện bởi thanh thiếu niên trong vùng Hoa Thịnh Đốn mà anh Vy Kha là một thành viên, đang thu hút sự đón nhận thật đông đảo và nhiều lòng quý mến của quý bà con cô bác ở vùng thủ đô Washington, Hoa Kỳ suốt nhiều năm nay. Anh Vy Kha, khi mà cháu đến với Việt TV lần này đó, thì chú muốn hỏi cháu đầu tiên là cháu đã từng giúp mẹ, giúp em suốt nhiều năm trời khi mà ba cháu bị giam cầm như chú nói ở trong ngục tù lao động đó, thì cháu có nghĩ ngày nào đó mình sẽ thoát khỏi chế độ đó và có hy vọng gì mình được đến định cư ở một cái xứ tự do hàng đầu thế giới không Vy Kha? Dạ thưa chú và thưa, kính thưa quý vị, như quý vị biết kể từ sau biến cố 30 tháng 4 1975 và chú cũng biết là tất cả những người quân nhân đều phải bị đi lao tù của cộng sản. Và khi đó thì cháu vẫn cái kỷ niệm nhớ nhất là ba cháu cứ bồng trở lại và nói là xé 30 tờ lịch, đủ 30 tờ đếm đúng thì ba sẽ về. Nhưng đó là cái bị lường gạt đầu tiên đối với gia đình có kinh nghiệm đối với cộng sản. Và suốt gần 10 năm không có cha ở nhà thì đó là một sự khó khăn vô cùng. Và đó là cái chủ đề mà tụi cháu làm cho Tinh Hoa Nước Việt năm ngoái để vinh danh những người vợ, người yêu, người mẹ của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi cha hoặc chồng hoặc người thương đang bị giam cầm thì người mẹ đã đóng vai trò tất cả để mà nuôi dưỡng gia đình. Thì cháu lớn lên trong một cái xã hội nó đã bị cộng sản nó xâm chiếm, thì ít hay nhiều thì cháu cũng bị ảnh hưởng bởi cái nền giáo dục ở đó. Và trong suốt thời gian đó thì tụi cháu phải bị học những cái chương trình nhồi sọ. Lịch sử thì họ sửa sang lại hết lịch sử. Và tất cả những cái gì cháu học ở trong trường đều là một cái hình thức để mà đấu tố là chính gia đình của mình. Chẳng hạn như họ gọi mình là ngụy quân, ngụy quyền, gia đình con cháu ngụy quân có nợ máu, vân vân. Thì tất cả những ai trong hoàn cảnh như cháu thời đó đều phải bị cái sự đối xử không công bằng trong xã hội. Và như chú cũng, quý khán giả cũng biết là người ta có câu ví von, nếu cái cột đèn mà nó có chân thì nó cũng bỏ nước nó ra đi, tìm tự do. Thì cái ước mơ ra đi tìm tự do hoặc đi đến một cái nơi nào không có cộng sản thì gia đình cháu luôn ấp ủ. Và mãi cho tới 10 năm, 15 năm sau thì cái ước mơ đó mới thành sự thật. Và trong suốt cái khoảng thời gian đó thì cũng như nhiều người khác thì gia đình cố tìm cách đi vượt biên. Nhưng mà vượt biên là không thành thưa chú, thì lại tiền mất tật mang vân vân. Thì phải nói là cái giai đoạn đó rất là khó khăn và có thể nói là một cái giai đoạn mà trong lịch sử Việt Nam nó riêng và trong mỗi gia đình người Việt không ai mà không quên được. Thưa chú. Thì trở lại với sinh hoạt hiện giờ, hôm nay từ thủ đô Washington DC Hoa Kỳ thì Vy Kha sẽ nói về vấn đề Viettun. Vậy thì có thấy www.viettun.com thì tổ chức đó là gì? Ai chủ trương sinh hoạt ra sao? Rồi phổ biến bằng cách nào và thu hút giới trẻ ra sao? Thì bữa nay Vy Kha sẽ, như chú lúc đầu đã có nói rồi, cháu sẽ trình bày cặn kẽ về cái việc mà các bạn đang làm. Thưa chú là cái ấp ủ cho cái việc này đó là khi cháu đã có khi còn ở Việt Nam. Lúc đó thì tụi cháu học những cái chương trình ở Việt Nam thì bị nhồi sọ như cháu mới nói qua về vấn đề là Trung Quốc, Trung Cộng nó luôn đe dọa xâm lược Việt Nam. Thì khoảng giai đoạn thập niên cuối 80, lúc đó là cái phong trào mà phim trưởng, phim Hồng Kông vân vân của nó qua nó bên Việt Nam. Thì sau những lần đi học thì tụi cháu phải lén lút coi những phim lúc đó nó chưa có chiếu rộng rãi như bây giờ. Thì có một lần đi với những người bạn coi bộ phim về, thì trên đường về thì tụi nó bàn tán về những cái nhân vật ở trong đó. Thì cháu mới tự nhiên cháu nghĩ
nếu mà những cái nhân vật trong đó họ đề cao như vậy á, thì những người anh hùng của Việt Nam càng phải hơn, bởi có hơn thì mình mới thắng được họ, mới thoát được cái nạn bị xâm lược và đô hộ cả mấy ngàn năm. Thì từ đó cái ý niệm của cháu nó khởi lên và cháu muốn là làm sao tái dựng lại những cái hình ảnh lịch sử của cha ông mình. Trong cái giai đoạn đó thì phim ảnh mình không có, chỉ có cái duy nhất là viết văn hoặc là vẽ tranh thôi. Thì trong cháu tìm lại cả những cái họa sĩ, những người họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam mình, hầu như cái đề tài về lịch sử thì ít được người ta quan tâm tới, hoặc là vẽ theo cái lối vẽ không có thu hút được nhiều cái giới trẻ, nhất là giới nhi đồng. Thì cái ấp ủ đó cháu mới mang theo qua bên Mỹ này, thì gặp một anh bạn tên là Công Xuân Tùng, hôm nay người đó không có mặt ở đây nhưng chắc sẽ gặp một dịp khác. Thì anh em ngồi uống cà phê thì cháu chia sẻ cái tâm sự đó, thì Tùng mới nói ok thôi mình làm đi. Thì tụi cháu mới bắt tay vào làm, và cách đây 5 năm thì tụi cháu mới khởi xướng ra là vẽ lại những cái vị anh hùng dân tộc Việt Nam qua một cái hình thức mới. Cái hình thức này nó giống như cái hội họa Tân Kỳ, mà cái lối vẽ đó nó đang thu hút được nhiều trẻ em. Đối với tụi cháu nghĩ đó thì khi mà con nít nó nhìn thấy nó thu hút á, thì nó mới tới, nó mới tìm hiểu, nó cầm cuốn sách, cầm cuốn truyện lên nó đọc. Còn không thì nó lại bỏ xuống. Cháu đã thử nghiệm qua rất là nhiều cái hình vẽ của bên Việt Nam, những cái sách truyện ở Việt Nam đã có trước đây, và đưa cho những trẻ em tại trường Việt ngữ Thăng Long. Thì hầu như tụi nó không có thích. Nhưng mà hễ mà đưa những cuốn truyện tranh như là Batman, Superman, những cái lối vẽ như vậy á, thì tự động nó ồ lại nó coi. Thì cháu mới nghĩ, từ đó nó nghĩ thứ nhất là phải làm sao thu hút được trẻ em. Thứ nhì á, là phải tạo lại một cái hình tượng người anh hùng Việt Nam. Cũng là bao nhiêu vần thơ ca ngợi cũng là người đội đá vá trời. Thì tại sao mình cứ gò bó những cái hình ảnh mình trong cái khung khổ của những người là áo vải chân đất vân vân mà không thể là một anh hùng được. Thì vâng, thì từ đó cháu muốn, hướng thứ ba là cháu muốn đưa những cái người đó sang cho người Hoa Kỳ. Để người Hoa Kỳ họ nhìn thấy, và thứ nhất là họ hiểu được là trong bây giờ họ nhìn thấy những người mà mặc những cái bộ đồ giáp trụ như vậy, họ cứ nhìn chung họ nghĩ là người của người Tàu. Đúng nhưng rồi. Mà thật sự thì không phải như vậy. Mông nếu Cổ nhìn già mới nhìn kỹ thì nó có cái sự khác nhau. Thành ra vừa có thể giúp cho thế hệ trẻ tại người Việt mình và vừa giúp cho người Mỹ để họ tìm tới cái văn hóa và cái lịch sử của Việt Nam. Đó chính là cái mục đích chính của việc Tôn được thành lập. Thưa chú. Hồi nãy Vi Kha có nói, Xuân Tùng và Vi Kha nói ok làm đi. Dạ. Nhưng mà ok làm đi đó, nó có bao nhiêu là thử thách, dạ, gian lao, trở ngại, rồi nhân lực, rồi tiền bạc, làm sao vượt qua những cái cam go, thử thách, trở ngại chú đó. Là cháu và Tùng và một anh bạn nữa là ba người cũng như đầu tiên, và cá nhân tụi cháu đều có những cái công ăn việc làm ổn định ở ngoài. Thì tụi cháu mới nói là mỗi năm thay vì mình bỏ tiền đi đưa gia đình đi vacation, đi chơi đây đó, thì lấy cái tiền đó mình bỏ vào làm trước. Thì thưa chú là tụi cháu phải thực hiện như là vẽ tranh, thì tụi cháu đã có hơn 100 bức vẽ về tất cả các vị anh hùng từ thời Âu Lạc cho tới thời cận đại. Và những bức vẽ đó không chỉ gói gọn trong lịch sử mà còn có về văn hóa, về giáo dục, về đạo đức. Và thậm chí có những cái bức vẽ về những cái vấn đề nóng bỏng hiện nay bên Việt Nam, ví dụ Hoàng Sa, Trường Sa vân vân. Thì tụi cháu phải tự bỏ tiền túi ra làm. Đúng. Và hiện giờ tất cả những vấn đề in ấn vân vân đều do tiền túi tụi cháu ra hết. Và tụi cháu chỉ mong rằng được sự đón nhận của quý vị. Đúng. Thì đó là cái niềm vui. Hy vọng. Dạ, hy vọng. Hy vọng. Dạ, vâng. Dạ, rất là nhiều khó khăn lắm nhưng mà cũng cố gắng để mà duy trì nó, thì cháu nghĩ là như chú sẽ có một ngày sẽ nhìn ra cái giá trị thì sẽ ủng hộ chú đã nhìn thấy rồi cháu. Chú cũng ủng hộ. Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ như vậy, cháu vừa mới nói là cái đoạn đường đó thì cháu cũng đang có nhiều cái sự ủng hộ hay là có dự tính. Như vậy thì những thành tựu cho đến ngày hôm nay mà đạt được đó là cháu có thể chia sẻ, và dự kiến tương lai đó là Xuân Tùng, Vi Kha, người bạn thứ ba tên gì tên cháu? Việt. Tên Việt. Thì ba bạn là Vi Kha, Việt với Xuân Tùng đó, dự kiến như thế nào bước đường sắp tới việc tuân đó cháu? Chú là trong 5 năm qua kể từ lúc thành lập thì tụi cháu như mới vừa nói là đã có hơn 100 họa phẩm về các vị anh hùng dân tộc, về cả người lính Việt Nam Cộng Hòa. Mình như một vài lần chú tới tham dự những cái cộng đồng, chú đã thấy như là những vị anh hùng hải quân đã
chết cho Hoàng Sa, Nguyễn Văn Thà, dạ, và Nguyễn Thành Trí, 72 anh hùng khác nữa. Và năm vị tướng lãnh đã tự tuẫn tiết vào biến cố 30 tháng 4 75. Tất cả những hình ảnh đó đều có. Và bây giờ là cái bước kế tiếp là tụi cháu đưa những cái đó trở thành những cái cuốn sách để sách song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, đưa vào những trung tâm tiếng Việt và đưa vào cả trường Mỹ, những cái thư viện Mỹ. Và sau này nữa là sẽ giúp cho vấn đề là dựng thành phim, dựng thành những cái kịch bản như trong cái chú đã tham qua cái chương trình Tinh Hoa Nước Việt đó, là dựng lên những cái đó thì tuổi trẻ họ tới họ tập thì họ sẽ qua cái tập vở văn nghệ, họ sẽ học hỏi được những về lịch sử văn hóa Việt Nam. Cái mơ ước thì rất là nhiều, cái mơ ước nhiều lắm. Tụi cháu cái mơ ước một ngày sẽ trở thành như Walt Disney vậy. Nhưng mà mình cứ từng bước mình làm. Và với cái niềm tin và cái yêu thích thì cháu nghĩ rằng sẽ được sự yểm trợ thêm. Và trình Tết tụi cháu làm cái bao lì xì, khoảng 20 cái bao lì xì khác nhau và dùng nền cờ vàng của mình. Và tất cả những cái chủ đề rất là hay nên được nhiều người đồng hương của mình khắp mọi nơi ủng hộ. Thì đó là cái một niềm vui và một cái sự khuyến khích cho tụi cháu để tiếp bước trong tương lai. Vâng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là cuộc hội luận với anh Hoàng Duy Kha, người chủ trương nhóm Việt Tôn. Chúng tôi xin tạm ngưng phần trao đổi với anh Duy Kha nơi đây để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, sẽ trở lại quý vị trong phút chốc. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Việt TV Network.